À, quý vị thân mến, trong cái chuyên mục bản tin sức khỏe của chúng tôi ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn là cái công dụng bất ngờ trong chữa bệnh của trái nhau. Thì chúng ta biết rằng là trái nhau là một vị thuốc quý trong đông y với đa công dụng, các bộ phận như là lá, vỏ cây, rễ và quả nhau đều có thể dùng làm thuốc. Cây nhau rừng, nhau núi còn gọi là cây ngao, bộ phận để làm thuốc là vỏ, rễ, lá, quả. Rễ nhau chữa tăng huyết áp, nhức mỏi chân tay, lá nhau tươi dùng ngoài dạ nhuyễn đắp làm lành vết thương, giảm đau khớp. Quả nhau chín ăn giúp tiêu hóa tốt, điều kinh, hạ áp. Quả già nướng chín chữa ho, tiêu chảy, bệnh tiểu đường. Đông y sử dụng rễ nhau hoặc là thân cây nhau thái mỏng, phơi khô hoặc là sấy khô làm thuốc dùng dần. Rễ nhau thái ra có màu vàng sậm như là màu nghệ, cây nhau thái ra có màu vàng nhạt. Dược liệu có vị chát, tính bình, quy vào kinh thận, đại tràng với công năng là trừ phong thấp, nhuận tràng, bình can, giáng nghịch. Dùng trị đau nhức xương khớp, trị tăng huyết áp, bồi bổ cho phụ nữ sau sinh sức khỏe, yếu mệt mỏi, tăng cường hệ miễn dịch và tăng cái sức đề kháng cho cơ thể. Theo nghiên cứu của y học hiện đại thì dịch quả nhau có tác dụng ức chế nhiều loại tế bào ung thư do làm giảm lượng máu tới khối u. Dịch chiết quả nhau làm giảm sự tiết dịch của niêm mạc dạ dày tá tràng, rất tốt cho trường hợp mà viêm dạ dày hoặc là trường hợp mà trào ngược dịch dạ dày. Cao lỏng rễ nhau có tác dụng là giảm đau, chống viêm, tác dụng là hạ đường huyết. Dưới đây là một số cái công dụng chữa bệnh từ trái nhau. Mùi khai của quả nhau có thể làm nhiều người khó chịu, nhưng loại quả này được chứng minh có rất nhiều công dụng trong việc mà bảo vệ sức khỏe của con người. Nhau phơi khô hay dùng tươi đều là một cái vị thuốc chữa các cái bệnh cao huyết áp, nhuận tràng, băng huyết, nhức mỏi, đau lưng, tiểu đường, mụn nhọn. Rễ cây nhau sát nhỏ phơi khô, nấu nước uống hàng ngày từ 30g cho đến 40g thay nước trà trong vài tháng sẽ chữa được bệnh cao huyết áp. Nếu đem ngâm rượu sau một vài tháng lấy ra mỗi ngày uống một vài ly. Và công dụng thứ nhất là hạ huyết áp. Một số nghiên cứu được thực hiện tại Trung tâm Nghiên cứu Vệ sinh Quốc gia Nhật Bản đã tìm hiểu về công dụng của rễ nhau và nhận thấy là tinh chất rễ nhau có tác dụng là hạ huyết kéo dài. Nhau phơi khô hay dùng tươi đều là vị thuốc chữa các cái bệnh cao huyết áp, nhuận tràng, băng huyết, nhức mỏi, đau lưng, tiểu đường, mụn nhọn. Rễ cây nhau sắt nhỏ phơi khô, nấu nước uống hàng ngày từ 30 đến 40 g thay nước trà trong vài tháng liền sẽ chữa được bệnh cao huyết áp. Nếu đem ngâm rượu thì sau một vài tháng lấy ra mỗi ngày uống một vài ly. Ngoài ra thì các cái hoạt chất trong rễ nhau còn có cái khả năng chống oxy hóa tế bào, ngăn ngừa xơ cứng động mạch, đồng thời có tác dụng làm giãn mạch ngoại biên, giúp tăng lưu lượng máu, nhờ đó mà góp phần làm hạ huyết áp. Và cái công dụng thứ hai là giảm đau. Theo nhiều cái tài liệu y học thì công dụng của quả nhau ngâm rượu là giúp chữa các cái cơn đau trong cơ thể như là đau lưng, cổ, đau cơ, thần kinh và những cái cơn đau như là căng thẳng, đau nửa đầu, tăng cường hệ miễn dịch. Trái nhau có khả năng kích thích việc sản xuất những cái tế bào T, tế bào đóng vai trò chủ chốt trong việc chống lại bệnh tật, giúp đại thực bào và tế bào bạch huyết hoạt động mạnh. Tế bào này có thể tấn công nhiều loại vi khuẩn, kiềm chế khả năng tiền ung thư và sự phát triển của khối u bằng cách là cho phép những tế bào khác thường hoạt động bình thường trở lại. Cái thứ ba là chống viêm. Chống viêm được xem là một trong những cái công dụng của nhau dành cho sức khỏe bởi nó có tác dụng là trong cái việc mà chữa các cái bệnh liên quan đến cơ và khớp như là viêm khớp, hội chứng nhức xương cổ tay, giảm đau và giảm sưng vết thương với cái triệu chứng như là vết thâm tím, căng da và bỏng, có hiệu quả trong việc mà chữa trị vết loét, ngừa phát ban. Thứ tư là cải thiện hệ tiêu hóa. Vị chua của trái nhau khi ép sẽ làm tăng sự co bóp cơ trơn ở trong ruột. Những ai bị táo bón, thay vì uống thuốc nhuận tràng thì bạn có thể là uống 2 muỗng nước cốt trái nhau để làm tăng sự co bóp của ruột. Từ đó giúp việc đẩy phân ra ngoài được dễ dàng hơn. Còn dưới đây là những cái bài thuốc mà chữa bệnh đơn giản từ quả nhau. Thứ nhất là chữa nhức đầu kinh niên, đau nửa đầu. Rễ nhau 24 g, hạt muồng trâu 12 g, cối xay 12 g, rau má 12 g, củ gấu, sao tẩm 8 g. Đổ nửa lít nước, sắc còn 250 ml, chia làm 2 lần uống trong ngày, uống lúc thuốc còn nóng. Thứ hai là chữa đau lưng,
nhức mỏi tê bại, rễ nhau chặt nhỏ phơi khô sao vàng chừng 1/2 kg, ngâm với 2 lít rượu 450 trong vòng nửa tháng, trước bữa ăn uống một ly nhỏ. Cái thứ ba là chữa huyết áp cao, rễ nhau thái nhỏ phơi khô, mỗi lần 30 đến 40 gram nấu đậm uống thay nước cả ngày. Sau một đợt uống từ 10 đến 15 ngày, kiểm tra lại nếu huyết áp giảm, bớt lượng rễ nhau từ từ và uống liên tục trên 2 tháng, huyết áp sẽ ổn định. Cái thứ tư là chữa lị, tiêu chảy, cảm sốt. Lá nhau tươi 3 đến 5 lá tươi, rửa sạch, nấu với nửa lít nước còn 200 ml, chia 2 lần uống trên ngày, uống liên tục 3 đến 5 ngày. Cái thứ năm là chữa mất ngủ, suy nhược thần kinh, huyết áp cao. Nghe rễ nhau 24 g, thảo quyết minh, sao thơm 12 g, rau má 8 g, thổ phục linh 8 g, vỏ bưởi 6 g, gừng củ 3 lát, đổ nửa lít nước sắc còn 250 ml, chia làm 2 lần uống trong ngày, uống lúc còn nóng. Cái thứ sáu là chữa rối loạn kinh nguyệt ở người cao huyết áp. Quả nhỏ 20 g, ích mẫu 20 g, hương phụ như là củ gấu, tẩm giấm sao 12 g, cam thảo dây 6 g, sắc uống ngày 1 thang, chia 2 đến 3 lần uống trong ngày. Thứ bảy đó là chữa đau lưng, nhức mỏi chân tay. Quả nhỏ già sắt lát mỏng 200 g, ngâm với 2 lít rượu, ngày uống 2 đến 3 lần, mỗi lần 20 đến 30 ml. Thứ 8 là chữa đau lưng do thận. Nó là rễ nhỏ 12 g, rau ngót 8 g, cối xay 8 g, dây gùi 8 g, ngó bần 8 g, đậu xăng 8 g, tẩm gửi cây dâu 8 g, rễ ngà voi 8 g, ngũ chảo 12 g, đổ nửa lít nước sắc còn 250 ml, chia làm 2 lần uống trong một ngày, uống nóng. Thứ 9 là chữa táo bón ở người cao huyết áp. Thì ở đây là cái phương pháp rất đơn giản là ăn quả nhau với chút muối thì sẽ chữa được vấn đề này. Cái thứ 10 là chữa đau nhức do phong thấp, rễ cây nhau 20 g, dây đau xương 20 g, củ khúc khắc, thổ phục linh 20 g, rễ quả xước 20 g, cam thảo dây 6 g, sắc uống ngày 1 thang, chia 2 đến 3 lần uống trong ngày. Và dưới đây là chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn là cách để dùng trái nhau hiệu quả nhất. Ở đây một số cách để dùng trái nhàu hiệu quả nhất. Thứ nhất là nhàu ngâm rượu. Bạn có thể dùng trái nhàu tươi hoặc khô để dùng ngâm rượu và dùng hàng ngày để tăng cường sức khỏe, giảm đau nhức. Thứ hai là nước cốt nhàu. Có thể dùng nhàu ép nước để dùng. Tuy nhiên thì không nên dùng nước ép nhàu khi mà bụng đói. Nước ép nhàu sẽ giúp kích thích tiêu hóa, ăn uống ngon miệng, làm đẹp da, thải độc tố cơ thể. Vấn đề thứ ba là ăn quả nhàu tươi. Thì dùng quả nhàu ăn với muối để giúp dễ tiêu hóa, nhuận tràng, làm thuốc điều kinh, trị băng huyết, bạch đới, ho cảm, hen suyễn, đau gân, đái đường. Vấn đề thứ tư là nhàu ngâm đường. Ăn quả nhàu ngâm đường còn có tác dụng là chữa bệnh đau nhức cơ, người bị đau bao tử. Hang vị, ăn quả nhàu ngâm đường không có gì hại cả, vì quả nhàu có tác dụng là nhuận tràng nhẹ và lâu dài, sẽ giúp bạn lợi đại tiện nên có lợi cho người bệnh. Vấn đề thứ năm là trà trái nhàu. Thì trà trái nhàu cũng là một cái cách dùng đơn giản mà cũng có hiệu quả như việc là bạn dùng nước cốt quả nhàu hay là nhàu ngâm đường. Bạn dùng pha trà lấy nước uống hàng ngày. Trái nhàu tuy có rất nhiều cái công dụng hiệu quả, tuy nhiên thì để sử dụng trái nhàu chữa bệnh, bạn nên sử dụng cái liều lượng vừa phải và có cái sự góp ý của chuyên gia. Quý vị thân mến, những thông tin mà chúng tôi cung cấp cho các bạn cũng chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu các bạn muốn sử dụng một cách hiệu quả thì các bạn cũng nên hỏi ý kiến của bác sĩ trước khi mà sử dụng. Và bản tin của Sức Khỏe Hạnh Phúc xin được tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin tiếp theo của chúng tôi.